Nhằm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông thủ đô, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 4 cây cầu vượt qua sông Hồng và sông Đuống với tổng mức đầu tư khoảng hơn 35.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, đến năm 2021, 4 cây cầu mới là cầu Tứ Liên, cầu Đuống 2, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Giang Biên sẽ được xây mới theo hình thức hợp tác công tư PPP, loại hợp đồng BT hoặc BOT. Để hoàn thiện và đồng bộ hệ thống giao thông của thủ đô về lâu dài, tới năm 2050 sẽ có nhiều hơn các cây cầu bắc qua hai con sông này. Trong tương lai thì cái việc xây dựng đầy đủ 11 cây cầu và một cái hầm thì đối với thủ đô Hà Nội qua sông Hồng là vấn đề rất là quan trọng và cần thiết để chúng ta tạo ra được cái hệ thống mạng đường khung cho Hà Nội. Thế là cái thứ hai là đối với sông Đuống thì trên sông Đuống chúng ta cũng phải hình thành một số cây cầu, và trong tương lai thì theo quy hoạch qua sông Đuống này cũng có 6 cây cầu. Thế cho nên là qua đấy chúng ta thấy rằng là cái hệ thống cầu nằm trong khu vực thành phố trung tâm của chúng ta nó chiếm một cái vị trí rất quan trọng, là nó đảm bảo cái giao thông giữa hai bờ các con sông. Hiện các phương án thiết kế kêu gọi vốn đầu tư đang được Hà Nội triển khai mạnh mẽ. Hà Nội cũng khẳng định các cây cầu được xây dựng qua các con sông không chỉ có giá trị sử dụng mà còn mang đậm nét văn hóa. Đó cũng chính là động lực để thủ đô Hà Nội phát triển mạnh về kinh tế trong tương lai.